Xin kính chào quý vị. Như vậy là mùa Giáng sinh đã về và lúc này thì chắc chắn là rất nhiều gia đình đang lên kế hoạch để chuẩn bị cho một buổi tiệc Giáng sinh thật đặc biệt với những người thân yêu của mình. Một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay xin gửi đến quý vị một vài gợi ý nho nhỏ để chúng ta có thể trang trí cho bàn tiệc Giáng sinh thêm phần đậm đà và ý nghĩa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện nhé. Trước tiên, Diễm Loan sẽ chia sẻ với tất cả quý vị về cách để chúng ta có thể trang trí một chiếc ly chân cao như thế này. Chúng ta sẽ dùng băng keo hai mặt quấn vòng tròn xung quanh thân ly. Dùng dây ri băng màu xanh để quấn xung quanh phần băng keo mà chúng ta vừa dán. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hoa trạng nguyên. Có thể cắt những cánh hoa trạng nguyên này ra để tiện trang trí. Chúng ta sẽ dùng kim chỉ để may cố định ở phần đuôi của mỗi một cái cánh hoa như thế này. Và ở trên cùng chúng ta sẽ gắn vào đó một chiếc hạt nhựa để trang trí. Sau đó dùng băng keo hai mặt dán ở phần kết nối giữa hai đầu của dây đuôi băng khi nãy. Và chúng ta sẽ đính những cánh hoa trạng nguyên lên đây. Và bây giờ thì chiếc ly đã được trang trí với họa tiết màu xanh và màu đỏ của Giáng sinh. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với thao tác trang trí cho chiếc khăn ăn. Khăn ăn có màu đỏ và cách để chúng ta gấp khăn ăn như sau. Gấp đôi chiếc khăn ăn và quấn thành cuộn. Để trang trí cho màu sắc hơn, chúng ta sẽ sử dụng dây ri băng màu xanh kết nối thành một chiếc nơ. Chiếc nơ này sẽ có chiều dài khoảng 4 cm. Dùng kim chỉ để đính chặt phần chính giữa của chiếc nơ. Và sau đó chúng ta sẽ đính vào phần mép của chiếc khăn ăn khi nãy mà chúng ta đã cuộn tròn. Như vậy là chiếc khăn ăn đã được trang trí hoàn thành. Tiếp theo, để biến cây đèn cầy bình thường này trở thành một cây đèn cầy mang không khí của mùa Giáng sinh, chúng ta dùng băng keo hai mặt dán vòng xung quanh thân đèn cầy và chúng ta sẽ dán ở chính giữa. Đoạn trang trí này sẽ cao 4 cm. Dùng dây thừng quấn lên trên phần băng keo hai mặt mà chúng ta vừa dán và quấn vòng xung quanh thân của cây đèn cầy. Như vậy là cây đèn cầy đã được trang trí xong. Với những lọ hoa này, để cho bàn tiệc trở nên đẹp hơn, chúng ta sẽ cho đèn cầy vào bên trong và kết hợp cùng với một dàn hoa trạng nguyên được trang trí ở bên ngoài, chắc chắn là sẽ tô điểm thêm cho bàn tiệc của chúng ta. Đặt đèn cầy vào bên trong lọ. Mút xốp, chúng ta cắt ra thành từng lớp mỏng và đặt xung quanh phần đế của hai chiếc lọ này. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn những bông hoa trạng nguyên lên trên phần mút xốp. Với trái châu chúng ta sẽ gỡ bỏ phần móc treo. Ghim phần que tre vào lỗ trống của quả châu và chúng ta sẽ ghim vào miếng mút xốp. Bây giờ chúng ta sẽ dùng chính những dụng cụ nãy giờ mà chúng ta đã trang trí xong như là chiếc ly, khăn ăn để trang trí toàn bộ bàn tiệc Giáng sinh nhé.
Như vậy là với ít phút trang trí thì giờ đây chúng ta đã có một bàn tiệc Noel tràn ngập sắc đỏ và xanh và mang không khí Giáng sinh về với nhà nhà. Hy vọng là cùng với những mẹo nhỏ trang trí vừa rồi, chúng ta đã biến những vật dụng trong nhà trở nên mang hơi thở của mùa Giáng sinh này. Và với các trang trí này, gia đình của chúng ta sẽ có một buổi tiệc thật đầm ấm. Xin chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành.